Đi vào sách tính hai ngọn thì mình sẽ giới thiệu qua cái cách chỉnh như thế nào để các bạn bắt được cái sách tính hai ngọn chuẩn, hiệu quả. Ok. Về cái phần camera này, các bạn nên tắt cho mình nha. Nếu bạn nào không bật gyro thì các bạn bật, còn các bạn bật gyro thì các bạn tắt cũng được. Về cái chế độ ống ngắm, chế độ ngắm thì các bạn nên ấn chỗ nhận cho mình nha, như thế này này. Chế độ nghiêng cũng vậy, thay vì giữ cho 3 ngón và 4 ngón thì các bạn nên nhận cho mình, nghiêng và mở ống ngắm các bạn bật cho mình. Chế độ xoay camera như mình cũng nói, thích thì các bạn bật, không thích thì các bạn tắt, cái đó là tùy các bạn nha. Ok. 3 ngón thì các bạn nên chỉnh như thế này cho mình, rất là hiệu quả. Về phần đồ họa, khi các bạn copy cái đồ nhảy cái sách tính của mình thì các bạn hãy chuyển cái chỗ màn hình tiêu chuẩn về bó góc 30 cho mình thì các bạn mới copy được cái đồ cái sách tính của mình nha. Còn nếu như các bạn chỉnh về tay thò thì các bạn xem này, nó bị lệch này. Ok. Chỉnh vì vậy là các bạn để ý nha, để ý cái phần bó góc này này này, mình quên nhấn lưu ấy. Đây, nếu như mình lưu này, màn hình này dành cho iPhone này đó, các bạn thấy hắn bị lệch chưa, nó bị gọi là hỏng ấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh về cái đồ họa này, chỉnh về cái góc này 30, đồng ý thì cái đồ nhảy này nó sẽ phù hợp như hồi nãy mình chỉ cho các bạn nha. Đây là về cái sách tinh. Còn về đồ nhảy, tại vì đồ nhảy ấy, đây là đồ nhảy camera, đồ nhảy này lúc không cầm súng, đồ nhảy này là đôi nhảy ngắm bắn, khi các bạn cầm súng lên và mở ống ngắm thì đây là cái đôi nhảy ghim tấm và ghim tay cho tất cả các dòng máy Android. Ok. Đây là cái camera nhìn tự do thì các bạn cho về 100 cũng ok nha. Đối với những bạn nào chơi gyro thì các bạn bật hoặc là các bạn tắt đi đó, các bạn chơi gyro thì các bạn bật. Đây là chế độ cảm biến con quay khi các bạn cầm súng nhưng chưa mở ống ngắm. Ok nha, các bạn có thể chụp màn hình từng khúc rồi sao chép. Đây là chế độ ống ngắm khi các bạn bật ống ngắm lên, nghĩa là các bạn mở scope. Ok nha. Thì đồ nhảy này dùng chúng cho tất cả các dòng súng, không trừa cái súng nào hết. Nhưng mà các bạn lưu ý quan trọng ở phía bên phải mình cài đặt nâng cao, ấn vào. Đây là cái đồ nhảy nâng cao. Đồ nhảy này dùng riêng cho các dòng súng. Về phần cái đồ nhảy camera, cái đồ nhảy ngắm bắn thì nó giống cái đồ nhảy ống kính này. Ok nha, mình không nói nữa. Nó chỉ khác nhau ở cái đồ nhảy cảm biến con quái này và cảm biến con quái khi ngắm bắn thì giữa M4 và Akama nó sẽ khác nhau. Các bạn thấy không? 3X, 4X, 6X nó sẽ bị sửa đổi, một bình 200, một bình 250. Các dòng súng đạn 5 các bạn cho ăn vào giống như khẩu M16, M416 này, được chưa? AUG này. Xin lỗi các bạn nha, mình đang bị ốm. Tất cả các dòng súng đạn 5 các bạn cho nó ăn theo khẩu M4. Còn những khẩu đạn 7 AKM M762, súng Holley này, các bạn cho ăn theo khẩu AKM, cho ăn theo như thế nào thì ví dụ nha. Đây là khẩu M16, các bạn ấn chỗ sao chép cấu hình, các bạn chỗ thấy M16 chưa, các bạn chỉ cần ấn sao chép như thế và đồng ý thì nó sẽ đôi nhảy M16 sẽ giống như M4. Sao chép như vậy thì M16 giống M4, được chưa ạ? Tương tự AKM cũng vậy. Muốn khẩu M762 này giống AKM, các bạn làm tương tự tròn vào đây, tròn lên AKM, sao chép cấu hình, đồng ý, như thế là xong. Đây là toàn bộ về sách tính, đồ họa, đồ nhảy của bản hai ngón
của Android. Ok nha. Bây giờ mình sẽ vào test một tuần. Watch out! Watch out! Marked a location. Help! Watch out! Watch out! Sau bờ rào này có một thằng nha. Về cái setting hai ngón ấy thì mình nói cho các bạn biết nha. Setting hai ngón khi mà cận chiến các bạn chỉ có di chuyển và bắn thôi. Còn các bạn không thể ngồi này, nằm này, nghiêng người này và ngắm. Những cái mà mình nêu tên thì các bạn sẽ không sử dụng được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một ngón các bạn di chuyển, ngón kia các bạn dùng để bắn. Vậy thì mình động tác kia nó không có tác dụng gì. Nghĩa là khi các bạn bấm ấy thì nó sẽ không bắn, kiểu như thế. Chính vì vậy những người mà chơi setting 2 ngón thì thua những người chơi setting 3 ngón một tí nhỏ nhỏ thôi. Còn thua với những người gọi là 4 ngón, 5 ngón và 6 ngón. Chính vì vậy các bạn chơi setting 2 ngón muốn nên cao thủ vào pro ấy thì các bạn nên chơi 4 ngón là ít nhất nha. Và 5 ngón là ổn định nhất, gọi là không thừa không thiếu. 6 ngón thì quá phê rồi, dành cho iPad thôi. Còn điện thoại thì chơi 4 ngón đến 5 ngón là quá pro. Về cái iPad với điện thoại ấy thì iPad nó nhìn cái màn hình to hơn thôi. Còn về cái cảm xúc và cái cách mà ghim tâm ấy thì mình thấy điện thoại nó ghim sướng hơn. Đó là cái trải nghiệm của mình. Nhưng mà kiểu như không muốn bị cận hay đau mắt ấy thì các bạn nên chơi iPad cũng được, gọi là có điều kiện. Vì những cái pha mà chơi hai ngón ấy mình rất là rén, bởi vì không sử dụng được những cái tip gọi là cái mẹo tông bung ấy, nghiêng này, ngồi này, nằm xuống ngắm bắn tầm gần ấy để cho né được đạn với skill của địch ấy. Chính vì vậy bắn hai ngón thì mình phải lúc như thế này này, bắn rất là rén đó. Kiểu như tầm xa thì bắt buộc phải ngắm lên tước, còn không thì thôi khó bắn lắm. Đây là mình nói sơ qua về cái setting thôi. Còn cái setting của mình thì mọi người nếu chưa quen thì có thể tại cái core setting 4 ngón, sau đó các bạn sắp xếp cái nút bắn, nút ngồi, nút ngắm, nút nhảy giống như mình ấy.
Tại vì mình làm setting 4 ngón này, 3 ngón, 2 ngón chung một cái mạ luôn. Nhưng mà mình có video hướng dẫn nha. Sau đây là có thằng sau cục đá này, thằng cuối này. Ok, đừng quên đăng ký kênh cho mình nha. Một co da setting cho đủ 3 thể loại.